Vâng, quý anh chị chúng ta có thể thấy là những cái sản phẩm đến từ thương hiệu TOTA đời mới bây giờ phải nói là nó đã được thay đổi và khẳng định luôn là so với những đối thủ đến từ các cái thương hiệu của Hàn hay là các cái thương hiệu khác thì về mặt công nghệ thực sự nó là một bước tiến nhảy vọt. Với chiếc xe này thì các anh chị chúng ta có thể thấy là toàn bộ cụm đồng hồ trung tâm của chiếc xe thì đều là đồng hồ điện tử. Chúng ta sẽ có cho em là vòng tua này. Đấy, ở đây chúng ta có đồng hồ hiển thị tốc độ bằng điện tử luôn. Một cái màn hình giải trí cỡ lớn và đặc biệt là khi mà chúng ta vào số lùi thì các bác có thể thấy là nó còn được tích hợp sẵn cho cái chúng ta với cam 360 độ vòng quanh xe rồi. Đây là một cái sản phẩm đa dụng 7 chỗ ngồi các anh chị nhá. Nhưng bây giờ thì nó sẽ có một cái mức giá cực kỳ là tình yêu. Hệ thống điều hòa của xe này, đề nổ start top có này. Ở đây thì chúng ta có khu vực cần số được bọc ra, có phanh tay điện tử auto hold, chìa khóa thông minh, đề nổ start top, và đặc biệt là các bác chúng ta còn có cho em đó là cả tính năng sạc không dây. Chiếc xe này của em thì nó mới chỉ lăn bánh được có 4.2 km thôi. Và khi mới thì để có thể sở hữu cho mình cái sản phẩm này thì các bác phải bỏ ra với một cái mức giá nó rơi vào khoảng loanh quanh số tiền hơn 740 đến 750 triệu. Ngoài ra thì các chị có thể thấy này, có cả cảnh báo tiền va chạm, đấy, cân bằng điện tử chống trơn chống trượt. Thực sự là một sản phẩm của TOTA mà cảm giác ngỡ như là những cái sản phẩm đến từ các thương hiệu của Hàn vậy. Một cái không gian nội thất rất tiện nghi cũng như là cao cấp với ghế da hai tông màu này. Đấy, vâng, và đây nha các chị nhìn cho em độ mới của xe này. Đây chúng ta có khay để cốc, được chưa ạ? Đèn auto, vâng. Đấy, các chi tiết với cái bàn này đặc biệt là chúng ta còn có một cái công nghệ đó là TOTA SafeSense, có nghĩa là hệ thống an toàn của TOTA ở trên những cái phiên bản dòng xe đời mới. Vậy thì so với những đối thủ của chiếc xe này đó là những chiếc Xpander thì các bác có thể thấy là với cái phiên bản này chúng ta thấy thực sự nó mang tới ta nhiều công nghệ, nhiều option cao cấp hơn hẳn. Vậy thì ngày hôm nay thì em Việt sẽ mang đến cho các anh chị chúng ta tham khảo ở đây nhé. Đó là một cái sản phẩm Veloz Cross bản top cao cấp nhất sản xuất là năm 2022. Vừa rồi thì các bác có thể thấy là xe thì mới chỉ lăn bánh được có 4.2 thôi. Lốp theo xe cả dàn, nguyên zin nguyên bản, được chưa ạ? Các anh chị nhìn em độ mới của xe này. Đấy, còn bây giờ thì ngày hôm nay chúng ta có thể nói là tiết kiệm được hơn 100 triệu so với cả thời điểm mới rồi. Đấy, ghế da này, trần các bác nhìn cho em này, rất sạch đẹp, gần như là không một vết bám bẩn luôn nhá. Đó, tắp lô tapi này, túi khí cũng được bố trí ở khác rất là nhiều vị trí. Đây, con này thì em cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản. Các bác nhìn cho em từng con ốc của nó này, không một tì vết nhá. Đấy, cái chiếc nhựa các bác nhìn này, đấy, không một vết xước luôn. Đấy, xe thì được sản xuất là năm 2022 và nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Động cơ máy là 1.5. Đó, đó, và đây các anh chị nhìn xem tem mác của nó đây. Đấy, không thiếu gì luôn. Và một cái không gian là khoang lái thực sự rất hiện đại và trẻ trung. Và đương nhiên là với những cái sản phẩm của TOTA thì chúng ta có thể thấy điểm ưu điểm là nó mang tới chúng ta cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất là thấp. 6,3 lít xăng cho 100 km hợp, đường ngoài đô thị thì ăn có 5,4 lít xăng thôi. Chứ Xpander em nhớ không nhầm thì cái mức tiêu thụ của nó thì vẫn lên tới 6,9 lít cơ. Vậy thì với cái hàng ghế thứ hai thì các anh chị chúng ta có thể thấy độ rộng rãi mà chiếc xe này mang tới cho các anh chị này. Đấy, không gian hàng ghế sau thì các bác ngồi thoải mái cho em 3 người, được chưa ạ? Phía trên này thì các anh chị chúng ta sẽ có một cái dàn gió điều hòa này. Mà các bác nhìn cho em phần trần của nó, rất mới luôn, rất mới luôn, khả năng làm mát rất là nhanh nhá. Ở đấy các anh chị có thể thấy đây, có cả đèn trần này. Đấy, hàng ghế thứ ba thì đây, các bác có thể nhìn thấy cho em là cái khoảng không gian giữa hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba thì vẫn đủ để chúng ta có thể là ngồi hai người lớn đằng sau. Vâng, thực sự là một chiếc xe đa dụng 7 chỗ mà rất là phù hợp để các chị ta đi gia đình, đúng không ạ? Vâng, và với một cái mức giá thì có thể nói là bây giờ nó chỉ còn hơn một chiếc Vios có tí tiền thôi, nhưng mà chúng ta đi được 7 người. Mà các anh chị có thể thấy là gầm cao thì thực sự là nó mang tới cho chúng ta cái tầm quan sát phía trước tốt và gần như là nó phù hợp với cái điều kiện đường xá của Việt Nam. Vâng, vậy thì đây ạ, các anh chúng ta có thể cùng em khám phá chiếc xe này. Một chiếc Veloz Cross, con này bản top nhé, nó có hai bản, cái bản này bản cao cấp nhất. Đấy, với cam 360 độ vòng quanh xe, gói công nghệ an toàn TOTA Safety Sense của TOTA. La răng của chiếc xe này thì được trang bị bộ la răng phay kích thước lớn của em nó thì lên tới 17 inch, 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS. Chiếc xe này là lốp theo xe còn liền đời nhá. Đây, các bác có thể thấy giúp em này. Đấy, lốp của nó vẫn còn liền đời cho xe 2022 nhá. Và xe chạy có 4 bạn thì các bác có thể thấy là cái cụm phanh bên trong nó vẫn còn trắng tinh này. Đấy, lốp gai rất là dày, chạy chuẩn của nó nhá. Vâng, vậy thì
Các anh chị chúng ta có thể ngắm tổng thể cái phần ngoại thất của chiếc Veloz mà mới cập bến tại showroom của em Việt trong ngày hôm nay. Đấy, và một mẫu xe đa dụng 7 chỗ, có thể nói là kiểu dáng thiết kế đẹp và cực kỳ hiện đại và trẻ trung. Và có thể thực sự đây là một đối thủ rất đáng gờm so với cả Xpander, đúng không ạ? Tiếp tục về cái phần đầu xe thì đây, các bác có thể thấy cái thiết kế của nó này. Mặt cản ca lăng to bản. Hệ thống đèn pha của xe thì nó được trang bị là full LED rồi nhá. Và các bác có thể nhìn cho em độ mới của nó này. Đấy, đèn pha full LED. Con này gần như sơn zin cả xe luôn các bác. Nhìn ngay chị nhìn cho em đường mép của nó này, cực kỳ liền lạc. Chúng ta có một cái chi tiết chrome. Đấy, chữ T với phần đèn gầm phía dưới thì đây. Và các bác có thể thấy là cái thiết kế phần đầu của chiếc Veloz này. Nó mang cái phong dáng nhận diện thương hiệu chung của những cái sản phẩm Toyota đời mới bây giờ, giống như là chiếc Innova vậy, đúng không ạ? Nhưng mà phải nói là với cái tầm tiền mà loanh quanh chỉ khoảng hơn 600 tí thôi thì các chị chúng ta cũng đã có thể sở hữu cho em một chiếc xe đa dụng 7 chỗ. Phải nói là có một kiểu dáng thiết kế đẹp. Đấy, con này thì bao zin hết cho các anh chị nhá. Không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích. Hồ sơ pháp lý là chuẩn chỉ để các chị chúng ta có thể là dễ dàng sang tên. Đấy, lốp theo xe cả dàn, xe chạy chuẩn có 4,2 vạn thôi. Ngoài ra thì như các bác thấy là xe được trang bị cam 360 độ này. Đấy, rất là nhiều những chi tiết đây, em quay gần thì các bác có thể thấy những đường form tập nổi trên thân xe. Một cái kiểu dáng thiết kế hiện đại và trẻ trung. Các bác nhìn cho em đây ạ. Rất tuyệt vời, đúng không ạ? Rất tuyệt vời nhá. Đây, cảnh báo điểm mù trên gương cũng có luôn này. Thực sự là bất ngờ với chiếc xe đa dụng 7 chỗ này. Nó có quá nhiều công nghệ mà chúng ta thường thì là chỉ thấy ở trên những cái dòng xe 7 chỗ cao cấp thôi. Nhưng mà với chiếc xe này thì Toyota thực sự là họ đã mang tới cho các bác với một chiếc xe mà phải nói là ngập tràn công nghệ với một cái mức giá cực kỳ hợp lý. Phần đuôi phía sau thì các bác có thể thấy là nó được trang bị với đuôi gió nhá. Đấy, nhưng mà kết nhất thì đó có lẽ là cái cụm đèn hậu full LED. Đấy, nó kéo dài dọc hai bên sang hai bên, kéo dài phần đuôi xe. Cảm giác giống như là cái phần đuôi của những chiếc Lexus đời mới bây giờ vậy. Phía sau thì các chúng ta còn có cảm biến cảnh báo va chạm cho em nhá. Và cái đèn này các bác anh chị nhìn cho em này. Đấy, không chê được. Đấy, các bác nhìn cho em, kết hợp với những cái đường viền chrome ở chân kính tạo cái điểm nhấn này. Đấy, những đường mép này. Đấy, xuất sắc chưa các bác nhìn cho em. La răng thì gần như là chủ người ta đi không một vết xước. Quay cho các ta cái phần gầm thì đây. Đấy, như mới luôn các bạn. Và con này là như mới luôn nhá. Và mở tiếp cho anh chúng ta cả cái khoang cốp của nó ra đây. Thì nó cũng giống như là Xpander, thì trong trường hợp mà các chị chúng ta sử dụng hết cái hàng ghế thứ ba thì khoang cốp còn lại của nó thì chỉ đủ để cho các anh chị chúng ta mang theo một chút đồ đạc thôi. Nếu mà cần thì đây, dưới là chúng ta có hộp để đồ nhá. Đấy, đồ đạc kích thay thế được chưa ạ? Còn nếu cần chúng ta thì là gập phẳng nó cái hàng ghế thứ ba này lại như này. Đấy, đây. Các bác có thể thấy là khoảng không gian giữa hàng ghế này khá rộng, đúng không ạ? Còn khi mà gập phẳng như này thì chúng ta sẽ có cho em đó là một cái khoang cốp rất là rộng, rất là rộng. Đấy, để các chúng ta có thể là mang theo vali hành lý những chuyến đi của mình. Đấy, độ zin của nó thì các anh chị nhìn cho em này. Đấy, phần chân của nó này cực đẹp luôn nhá. Bác nhìn cho em này, lòng vè cốp rất là sạch sẽ. Con này là chuẩn xịn gia đình nhá. Đấy, cổng cắm sạc bên này luôn này. Đó, zin hết tuyệt đối luôn. Đó, các anh chị có thể thấy bao zin nguyên bản toàn tập cho anh chị từ A đến Z, không một lỗ nhỏ với chiếc Veloz này. Và một chiếc xe đa dụng 7 chỗ thực sự rất là thú vị, đúng không ạ? Con này thì tổng thể sơn si bên ngoài thì các bác có thể thấy là nó cũng còn rất ok nhé. Về anh chúng ta không tốn một đồng sơn si đâu đâu. Vậy thì bây giờ để giúp các anh chị nhà mình có thể là tiếp tục đánh giá tình trạng chi tiết của chiếc xe này thì em sẽ quay cho các anh ta với cái khoang động cơ của nó. Vâng, vậy thì tiếp tục với khoang động cơ thì đây các bác nhìn cho em này. Máy thì zin tuyệt đối luôn. Và máy thì em đang để nổ, nhưng mà các bác có thể thấy là động cơ của nó thì hoạt động cực kỳ êm luôn. Zin được treo dàn cò, anh chị nhìn cho em nhé. Đó, và máy nổ cực êm luôn các bạn. Đây anh chị nhìn cho em này, tất cả tem mác bên trong của nó này. Hay là các chi tiết ưu giảm sóc đây. Lòng vè này, ốc cabo này. Đấy, nỉ cầm này, hay những đường mép cabo các bác nhìn cho em này. Anh chị làm mà cảm thấy lăn tăn về chất lượng của chiếc Veloz này thì các bác hoàn toàn có thể là đem đi check test chính hãng bằng trước khi quý chị ta giao dịch để đảm bảo cái chất lượng cũng như là để các chúng ta mua về đi nó yên tâm. Đấy, được các bạn. Vâng, và giờ trên đây là chất lượng chi tiết của mẫu Veloz Cross phiên bản top cao cấp nhất sản xuất vào năm 2022 vừa cập bến tại showroom của em Việt trong ngày hôm nay. Mức giá mà bên em hiện đang chào bán để quý anh chị nhà mình có thể tham khảo cũng như là sở hữu cho em chiếc xe này với con số là 610 triệu. Có nghĩa là chúng ta tiết kiệm được hơn 100 triệu so với cả xe mới rồi. Mặc dù tình trạng của xe này thì các bác có thể thấy là vô cùng hoàn hảo, đúng không ạ? Vậy thì anh chị nào quan tâm và yêu mến tới chiếc Veloz Cross thì các bác hãy trực tiếp liên hệ cho em Việt nhé. Theo số hotline của em là 0947598859, hoặc là ghé qua địa chỉ showroom của bên em ở lô 100.09 đường Trường Chinh, thành phố Hải Dương, để có thể là tự tay cầm lái và trải nghiệm chiếc Veloz này.
Một lần nữa rất là cảm ơn quý chị em mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ nhé. Và nhớ ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm chất lượng mới về hàng ngày tại showroom Việt Xe Chất.